Thưa quý vị, năm 1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập. Kể từ đó đến nay, đã không ngừng phát triển bền vững và ổn định về mọi mặt. Có một phần lớn trong sự phát triển của ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam không thể không kể đến Phật giáo khu vực Tây Nguyên. Dù không dài so với lịch sử Phật giáo dân tộc, nhưng Phật giáo nơi đây đã có nhiều hoạt động tích cực, góp phần cải thiện đời sống vật chất lẫn tinh thần cho bà con địa phương. Trong chuyên mục Tiêu điểm ngày hôm nay, mời quý vị cùng nhìn lại hành trình gần 40 năm Phật giáo Tây Nguyên đã đi qua và hình thành chỗ đứng vững chãi về niềm tin tâm linh cho bà con giữa đại ngàn. Tây Nguyên hiện nay bao gồm 5 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng, có diện tích tự nhiên gần 55.000 km², chiếm khoảng 17% diện tích cả nước, dân số khoảng 5 triệu người. Phật giáo là một trong 3 tôn giáo lớn ở khu vực này. Trong đó, Phật giáo Lâm Đồng thành lập ban trị sự năm 1982, Đắk Lắk năm 1986, Kon Tum năm 1995, Gia Lai năm 1997 và muộn nhất là Đắk Nông thành lập ban trị sự lâm thời năm 2005 đến 2007 đại hội chính thức nhiệm kỳ 1. Là tỉnh cuối cùng thành lập ban trị sự, thuở sơ khai, Phật giáo tỉnh Đắk Nông chỉ có 2 vị tăng, 8 ngôi chùa, đến nay đã có trên 100 tăng ni và 44 ngôi chùa. Chúng tôi cũng đang dự kiến trong mỗi nhiệm kỳ đều đưa ra quyết định là ít nhất là mỗi phường, xã, thị trấn đều có cơ sở Phật giáo hiện hữu để rồi tiếp cận về cho người đồng bào ở tại địa bàn tỉnh Nha để rồi đem ánh sáng Phật giáo trên tinh thần của giáo hội là ổn định, phát triển, hội nhập. Đối với Phật giáo tỉnh Đắk Nông là một tỉnh mới, tuy thời gian thành lập chưa dài nhưng ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã không ngừng lớn mạnh về mặt tổ chức và hoạt động ngày càng hiệu quả. Có thể nói những đóng góp của tăng ni Phật tử trong thời gian qua đã mang lại những hiệu quả thiết thực, cùng với chính quyền làm tốt công tác từ thiện an sinh xã hội, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, bảo tồn và phát huy cái giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Trên địa bàn Tây Nguyên, Phật giáo luôn thể hiện vai trò tích cực với sự phát triển của xã hội, góp phần vào sự hình thành lối sống và đạo đức của người dân. Số lượng cơ sở tự viện ngày càng gia tăng, phủ rộng ở hầu hết các huyện thị, nhiều chùa là di tích lịch sử quốc gia, địa phương. Người dân có thể đến lễ chùa mà không bị ngăn cách về mặt địa lý. Và để có được sự phát triển này thì chư tăng ni cư sĩ Phật tử trải qua không ít khó khăn. Lâm Đồng ở địa bàn rộng, dân cư thưa thớt, cho nên nhiều ám cốc đã nằm ngoài sự quản lý của giáo hội. Chúng tôi mong muốn rằng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam như các cấp chính quyền nhân tạo tự nhiên giúp đỡ nhiều hơn nữa để xây dựng những ngôi chùa vùng sâu vùng xa và cũng giúp đỡ cho việc mà đăng ký và tập trung sinh hoạt giáo hội tập trung. Tại các tỉnh Tây Nguyên, tuy điều kiện còn nhiều thiếu thốn nhưng các hoạt động Phật sự vẫn được tổ chức đồng bộ, trang nghiêm như an cư kết hạ, Phật đản, Vu Lan, có những sự kiện thu hút hàng nghìn Phật tử đến tham dự. Nhiều chương trình cũng được chú trọng tổ chức tại các huyện thuộc miền núi, những địa phương có đông tín đồ nhưng không có tự viện, không có người hướng dẫn. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh luôn từng bước củng cố và thực hiện có kết quả trong phối kết hợp với đơn vị cơ sở. Nhiều điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung mới được thành lập thêm, đáp ứng nhu cầu tâm linh của Phật tử vùng sâu. Bên cạnh đó, các đạo tràng tu học ngày càng phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng. Đây là nền tảng để quý Phật tử tu học, trau dồi niềm tin. Từ vài chục tăng ni ở những ngày đầu thành lập, đến nay số lượng tăng ni ở 5 tỉnh Tây Nguyên đã lên đến hàng nghìn. Tâm lý không ngại khó, ngại khổ với mong muốn hoằng dương chánh pháp đến bà con đã thôi thúc chư tôn đức gắn bó với mảnh đất Tây Nguyên này. Chư tăng ni phát tâm về năm tỉnh Tây Nguyên nói chung và cho Kon Tum nói riêng, đó là một việc rất là cần thiết. Bởi vì sao? Vì vùng sâu vùng xa, nhất là vùng
Kon Tum là cuối miền của đất nước. Do đó cho nên tăng ni ít có những người đi đến. Ban trị sự chúng tôi ở đây hỗ trợ về phương tiện, hỗ trợ về tài chánh, hỗ trợ về tinh thần, hỗ trợ về vật chất để cho những cái vị đó làm công tác hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh. Riêng đối với Phật giáo tỉnh Đắk Nông, luôn luôn mở rộng vòng tay để đón tiếp tăng ni về tỉnh nhà. Đặc biệt là đối với tăng ni trẻ, khi về Đắk Nông đều được bố trí tham gia vào các ban ngành trực thuộc Ban trị sự Phật giáo tỉnh, đồng thời bổ nhiệm trụ trì cho những tăng ni có điều kiện, có năng lực để cùng giáo hội phát triển Phật giáo tỉnh nhà trên mọi lĩnh vực. Trong các hoạt động Phật sự ở Tây Nguyên, thì công tác hoằng pháp hướng tới đồng bào dân tộc thiểu số được Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh luôn coi trọng. Hơn 10 năm trở lại đây, nhiệm vụ này được đẩy mạnh nên mang lại kết quả rất khả quan. Điều đó thể hiện qua các khóa lễ quy y tập trung lên tới hàng ngàn người tại Kon Tum, Lâm Đồng và Đắk Lắk dành cho Phật tử người đồng bào dân tộc. Các bà con thiểu số trong vùng sâu vùng xa thì giáo hội cũng có quan tâm. Trước đây thì cũng có cái kế hoạch là hướng dẫn bà con Phật tử ở các vùng đó để mà hướng về đạo Phật, và một số cũng đã quy y, đem đến cái an vui hạnh phúc cho bà con dân tộc. Nhưng mà nó trở ngại là một số quý thầy thì được một số quý thầy có cái nhiệt tâm hướng với đồng bào dân tộc, còn một số quý thầy thì cũng lo cái việc của mình nhiều hơn. Công việc bận rộn nhưng mà mỗi khi đến chủ nhật chị sắp xếp thời gian để tụng kinh với mấy chị em, bởi vì cái tụng kinh rất là hay. Ví dụ mình có chuyện buồn trong gia đình khi mà mình tụng kinh ấy, rồi mình cũng cảm thấy rồi giúp đỡ, rồi tinh thần nó thoải mái hơn. Với lại trong cuộc sống hàng ngày ấy, rồi mình học theo được những điều hay lẽ phải. Chính sự quan tâm đã tạo cơ duyên giúp cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở đây được học và hành theo giáo lý của nhà Phật. Họ đến chùa tu tập cũng như sinh hoạt văn hóa. Nhiều khóa tu dành cho Phật tử đồng bào dân tộc thiểu số được tổ chức, qua đó cho thấy phương thức hoằng pháp linh hoạt, nhạy bén, đúng với tinh thần khế lý, khế cơ, khế xứ và khế thời của nhà Phật. Ngoài ra, các cấp giáo hội cùng chính quyền địa phương luôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Phật tử tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, hỗ trợ kinh tế, triển khai các chính sách an sinh xã hội, giúp cho bà con xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống. Đối với Phật giáo Gia Lai, đã có nhiều hoạt động để hỗ trợ an sinh cho đồng bào là bà con, như xây dựng nhà tình thương, ủng hộ lũ lụt miền Trung, phát quà từ thiện cho bà con đồng bào. Công tác giáo dục, đào tạo tăng tài luôn được các tỉnh Tây Nguyên chú trọng quan tâm. Hiện có hai trường đào tạo tăng ni tại khu vực Tây Nguyên là Trung cấp Phật học tỉnh Gia Lai và Trung cấp Phật học tỉnh Lâm Đồng. Trường Trung cấp Phật học tại tỉnh Lâm Đồng được thành lập vào năm 1990, tiền thân là Trường Cơ bản Phật học Lâm Đồng, tọa lạc tại một ngọn đồi trong khuôn viên chùa Linh Sơn, thành phố Đà Lạt. Trường nội trú, miễn phí hoàn toàn, trải qua 31 năm hoạt động, đến nay đã đào tạo 12 khóa, tổng số tăng ni sinh đã tốt nghiệp là hơn 700, 80 tăng ni sinh đang theo học. Trong quá trình đào tạo gần 30 năm, thì Trường Trung cấp Phật học Lâm Đồng đã hoàn thiện cơ sở vật chất cho đến cái công tác chương trình đào tạo của trường, nó đủ đầy đủ được cái yếu tố và điều kiện cho tăng ni sinh tốt nghiệp khi ra trường có thể phục vụ cho giáo hội trong cái công tác hoạt động hành chánh, hoặc là giảng dạy, hay là làm cả cái công việc phụng sự. Trường Trung cấp Phật học tỉnh Gia Lai là kết quả từ tâm huyết của Chư Tôn Thiền Đức Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, trong đó vị giáo phẩm tiên phong phát nguyện cống hiến là Hòa thượng Thích Tâm Tường và thành lập năm 2011. Trải qua 10 năm, trường đã đào tạo được 3 khóa với hàng trăm tăng ni sinh theo học. Thời gian qua, trường đã mượn giảng đường ở một số chùa để làm nơi giảng dạy và hiện đang xây dựng cơ sở chính thức.
Trường Trung cấp Phật học Gia Lai được xem là một trong những trung tâm đào tạo tăng ni trẻ của năm tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh miền Trung lân cận. Ngôi trường này chính là niềm mơ ước của nhiều thế hệ tăng ni, Phật tử tỉnh nhà, góp phần chủ lực làm nền tảng vững chắc cho sự nghiệp đào tạo, thực thi sứ mệnh hoằng pháp của Phật giáo ở Gia Lai nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung, đồng hành cùng sự phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Từ một cái vùng đất của Đại Ngàn, Ba Gian của Gia Lai, trong các tỉnh Tây Nguyên này đất rộng người thưa, chùa chiền thì cũng ít, tăng ni thì cũng ít, mà đào tạo được 150 tăng ni sinh thì phải gọi là một đóng góp rất lớn cho Phật giáo tỉnh nhà. Với 150 tăng ni sinh này hiện nay thì cũng một phần lớn thì ở lại để làm sao phục vụ Phật pháp ở nơi các vùng xa, vùng sâu, vùng xa để phát triển Phật giáo tỉnh nhà, và một số thì được đi tiếp tục tham gia học tập. Phật giáo Tây Nguyên không thâm trầm cổ kính như Phật giáo miền Kinh Bắc, không huy hoàng như Phật giáo xứ Huế, không hưng thịnh đầy nội lực như Phật giáo Bình Định, Phú Yên, cũng không đông đảo mạnh mẽ như Phật giáo đất Sài Thành. Và dù gặp bao cam go thử thách, Phật giáo Đại Ngàn vẫn âm thầm vươn lên, phát triển với phương châm Đạo Pháp đồng hành cùng dân tộc.